hy sinh hay là lựa chọn có mấy bạn đến đó, nói với nhi là từ lúc mà coi video của nhi xong cái cách mấy bạn dùng từ với lại cái cách mấy bạn hiểu về từ ngữ và ngôn ngữ rất là khác nhi cũng muốn nói với các bạn là từ cái giây phút bạn hiểu ngôn ngữ nó như thế nào á bạn sẽ hành động một cách đúng đắn hơn cho cái cuộc đời mình thôi chứ không cần cho ai nhiều hết á tại vì chỉ cần mình thay đổi á thì đời mình nó mới thay đổi nhi nói với bạn rồi cái mà như học được theo thời gian, tại vì từ nhỏ đến lớn mình ở Việt Nam mình hay học cái câu là bạn phải hy sinh cho gia đình bạn, bạn phải có hiếu, bạn phải là một người con như thế này thế nọ rồi bạn phải là một người học sinh như thế này thế nọ thì thầy cô mới yêu thương bạn rồi bạn phải là một người bạn như thế này thế nọ, tất cả mọi thứ đều dạy chúng ta đều phải hy sinh cho nhiều người khác. Nó có sai khi bạn hy sinh hay không? câu trả lời của như là không, không. tại vì sao? cha mẹ có những người như nói có những người không phải tất cả mọi người người ta hy sinh cái cuộc đời của họ bởi vì họ duy trì cái giống nòi mà nếu bạn coi video thế giới động vật các bạn sẽ thấy những cái con động vật mà bốn chân á, nó đẻ con nó ra mà con nó đang trong tình trạng yếu ớt mà sư tử đến hay hổ đến là lúc nào nó cũng lấy thân nó để mà nó đưa cho mấy cái con đó ăn để cho con nó được sống tiếp để cho các bạn nhìn thấy được là nếu như mình quay về cái bản năng sinh tồn thì tất cả mọi loài vật trên thế giới này á, họ đều hướng đến cái để lại giống loài của mình cho cái thế hệ kế tiếp và điều đó nó không có sai khi mà nếu như ba mẹ bạn dùng cái từ là hy sinh, hy sinh và nó cũng không có sai nếu như mà bây giờ mình học những cái từ về à tôi hy sinh cho bà anh hy sinh cho tôi nhưng mà với những cái điều mà như học với những cái kiến thức Nhi học phân tích ra thì mới hiểu rõ được cái gánh nặng khi mà bạn dùng từ hy sinh quá nhiều nó sẽ làm vô hình đẩy con cái của bạn hay đẩy những người thân yêu của bạn và đẩy những người xung quanh của bạn cảm thấy áp lực trong cuộc đời của họ và họ cảm thấy sống rất là kìm cặp và mình nếu như mình nói mình yêu thương một người nào đó thật sự thì mình phải cho họ được cái sự tự do chọn lựa mình phải cho họ được cái sự tự do sống mình cũng phải cho họ được cái tự do để mà họ được phát triển bản thân họ đúng không ví dụ như nhi bây giờ như có con thì như hiểu cái điều đó nhiều hơn hồi xưa như nói với mấy bạn mà chưa có em bé và những bạn có con rồi như cũng sẽ nói cho các bạn nhìn thấy cái sự khác biệt nó rất là rõ có con đó không phải như có chó có mèo Nhi như đã từng chia sẻ với các bạn như rất là kỹ khi mà ai nói với những cái câu là muốn có con thì có chó có mèo thử đi rồi biết không nó không bao giờ giống nhau hết á con chó con mèo bạn có thể thả ở nhà bạn có thể không cho nó ăn bạn có thể thả nó nó đi kiếm đồ ăn rong được nhưng mà con nít bạn đẻ ra bạn không thể thả nó như vậy được không thể thả nó kiểu như vậy được à, bạn phải chăm nó nó ăn hai tiếng một lần nó phải bú sữa rồi bạn phải thay tả rồi bạn phải tắm rửa bạn thử bạn để một đứa sơ sinh mà hả ở nhà một mình một tuần một tối bạn để con chó con mèo một tuần ở nhà nó sẽ tìm cách phá cửa phá tường nó đi kiếm đồ ăn này nọ nhưng mà em bé không thể làm được điều đó cho nên như không bao giờ đồng ý khi mà ai đó so sánh động vật với lại con người hết á tại vì nó hoàn toàn khác nhau và đồng ý em bé là một trong những cái mà yếu đuối nhất nhưng mà các bạn nếu như các bạn tìm về khoa học và những cái bạn học về y khoa các bạn có thể comment ở dưới là như nó đúng hay không tại vì đây là những cái Nhi học đó là trong cái quá trình mà bạn có thai bạn có em bé cái máu của bạn được thay đổi bởi vì bây giờ bạn cộng thêm cái gen của em bé nó đẩy ngược lại trong cái quá trình chuyển máu qua từ mẹ qua cho con để tạo máu mới cho em bé và trong cái gen của em bé nó là sự kết hợp của người cha người mẹ đó là lý do tại sao khi bạn có con cái sự kết nối của bạn với con nó khác tại sao bạn thay đổi khi mà kết nối với chồng hơn và tại sao tính cách của bạn cũng bị thay đổi bởi vì trong người của bạn bạn trở thành một người mới hoàn toàn khi mà cái di truyền học của bạn bị ảnh hưởng trong cái hành trình bạn có con, dùng từ ảnh hưởng thì hơi quá thay đổi nhờ cái việc bạn có con. và cứ mỗi lần bạn có một đứa con mới tức là máu bên trong người của bạn nó lại được thay đổi nhờ cái nhau thai á à, cái nhau thai là nó nói cái nói dinh dưỡng từ người mẹ qua cho em bé á và cái kiến thức này giúp cho mình hiểu rõ hơn là tại sao cái bản năng động vật của mình làm cho mình hy sinh như vậy tại sao như nói các bạn nên cân nhắc ngôn ngữ khi xài đến một ngày nào đó bạn mới bắt đầu xây cái từ hy sinh bằng sự lựa chọn tại vì ví dụ như rất là nể và tôn trọng và phục những cái người phụ nữ mà chọn ở nhà và làm nội trợ và nữ công gia chánh và như từng làm các video đó rồi và Nhi nhắc lại cho các bạn đó là một trong những cái nghề cao cả nhất cái nghề làm mẹ và như nói với bạn ngay eva không phải có một mẹ chỉ giúp việc của như là người mẹ thứ hai của eva và như không bao giờ vô ơn hay là coi thường cái chị với việc của nhi tại vì đối với nhi chỉ như là người chị trong gia đình vậy đó tại vì không có chị với việc của nhi nhi sẽ không bao giờ có thể mà đi chơi được với con nè tại vì chỉ làm những cái công việc mà nhi không có thời gian làm ví dụ như giặt đồ ủi đồ rồi phơi quần áo rồi rửa chén rồi chà toilet rồi lau nhà đi chợ rồi giúp như làm sẵn đồ ăn để Nhi có về như chỉ vứt việc nấu và như ăn thì đó là những cái mà Nhi gọi là một công việc của một người mẹ mà vô hình không ai thấy hết và đối với những, cái bạn nam hay bạn nữ nào mà coi video của nhi mà còn trẻ đến một ngày các bạn có tuổi các bạn mới hiểu cái điều như nói bây giờ cái video này để làm để dành cho sau này bạn nghe lại bạn sẽ hiểu nhưng mà hãy nhớ mẹ là một những cái nghề rất cực làm của cả trăm ngàn con người dồn cho một mạng người nhưng cũng bởi vì như vậy làm cho người phụ nữ trở thành rất là kiên cường tại sao như dùng từ là lựa chọn tại vì khi bạn chọn ở nhà để làm mẹ bạn chọn ở nhà để làm vợ bạn chọn ở nhà để hy sinh mình dùng từ hy sinh á cái cuộc đời của mình có ước mơ của mình để nuôi nấng đứa trẻ này thì cái trách nhiệm đó nó cũng đòi bạn cũng phải nạp kiến thức và học để mà chăm con bạn mà nuôi con bạn công bằng không rồi nếu như mà bạn nói với như là bạn không muốn chọn ở nhà nhưng mà bạn bị ép trở thành người nội trợ thì câu trả lời của nhi lại nó cũng là sự lựa chọn tại vì bạn lựa chọn để cho người khác ép bạn để trở thành một người phụ nữ ở nhà đó là sự chọn lựa rồi có những bạn cũng sẽ nói chị Nhi nhưng mà Giờ em yêu ảnh, em thương ảnh, ảnh đi làm, ảnh có tiền, ảnh biểu em ở nhà Vậy thì hãy dùng từ đó là bạn lựa chọn được trở về hậu phương Và ủng hộ cái người đàn ông này ở trên cái con đường sự nghiệp của ảnh Nhưng mà bạn lại là hậu phương vững chắc để mà dạy con cái, để mà xây dựng gia đình, xây dựng tổ ấm Và đối với Nhi, cả hai đều đẹp Bạn đi ra đường làm cũng được, bạn ở nhà cũng được Nhưng mà bạn phải biết đó là sự lựa chọn của bạn bởi vì sự lựa chọn nó sẽ giúp bạn chịu trách nhiệm. Còn khi bạn dùng từ hy sinh á, cả đời mình sống nạn nhân biết rồi mấy bạn, hiểu không? Mình cứ nói mình hy sinh, mình hy sinh tức là mình đang để mình ở cái thế giới của một ai đó đang thống trị và điều khiển bạn. Và trong một mối quan hệ bất cứ mối quan hệ nào trên đời này á, mà bạn dùng hai cái từ hy sinh á, cái người mà nhận được cái sự chăm sóc của bạn họ cũng cảm thấy nặng nề. Cái người mà ở kế bên bạn và để cho bạn ở nhà làm nội trợ họ cũng cảm thấy nặng nề. Tại vì Nhi có những người bạn là phụ nữ Họ yêu thích cái công việc làm mẹ Và họ hạnh phúc khi được ở nhà, được chăm gia đình Họ không có nhu cầu đi ra đường và kiếm tiền Nhớ bạn nữ, mấy chị bạn có như có những chị như vậy á Và họ thật sự hạnh phúc được làm cái cương vị của người phụ nữ Đó là receive, đó là đàn ông chăm sóc họ Đó là đàn ông cho tiền họ Nhi cũng mớt như vậy lắm như thế này Các bạn mà kiếm được như anh nào mà để Nhi ở nhà đi Anh nuôi là Nhi ừ nghe tao ở nhà là tao hãy làm youtube đó Mà tụi ba đâu có chịu đâu phải không chị nghe có đi học thì mới có cái để dạy cho mấy đứa phải không thì đó là cái mà nhi muốn các bạn coi lại cái ngôn ngữ mỗi ngày mình xài hy sinh nếu mà ngày nào cũng nói hy sinh hy sinh hy sinh đừng có quên nhấn like share và subscribe nghe mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè tham gia như lê foundation nè tham gia như lê team nè ai mà muốn học cá nhân với nhi đường link cũng ở dưới luôn rồi thế thôi ba mọi người gặp lại mọi người trong những cái like kế tiếp của nhi